Em ơi, anh vừa tới đây nhận nhiệm vụ của căn cứ tiêu diệt một loạt quái vật. Ui dù, ui nhiều quá các em ạ. Nên là anh phải sử dụng cả kiếm cả súng mới tiêu diệt nó được. Ui dù, bây giờ chúng ta phải tham gia vào cuộc hành trình tuần tra và truy tìm tiêu diệt quái vật với khủng long. Các em hãy tham gia cùng anh nhá. Nhớ đăng ký kênh trước để tham gia cùng anh nhá. Đi thôi. Con khủng long kia, đồ đồ ra ở đây mà mi dám làm loạn à? Xem đồ đồ ta đây, yeah, ai da, định cắn ta không dễ thế đâu. À, bị bắn biết laser cơ à? Ai da, xem ta đây, kiếm đần Shibukai, chạm. Thằng à, lão à, yeah. Yeah. Kem ơi, thế là có một con khủng long bạo chúa. Con này nó mới lớn thôi mà nó dám đi phá hoại mọi người rồi. Anh Đô Đô sử dụng cực chiêu cho nó một chạm luôn, thế là nó bay về thế giới của nó luôn rồi kem ạ. Yeah. Mới nhỏ thôi mà nó đã hăng như vậy rồi. Thế mà những con to mà nó to cả vòng tòa nhà thì không biết thế nào các em ạ. Bây giờ anh Đô Đô cùng các em tiếp tục đi tuần tra các em nhé. Nếu không tuần tra thì không thể phát hiện ra quái vật hay là khủng long được, nó sẽ làm hại mọi người, làm hại các bạn động vật mất. Đi thôi các em ơi, let's go. Ui các em ơi, ở đây có một con hươu cao cổ này. Ha ha ha, nó này các em ơi. Ui hê, bạn lâu, bạn yêu ơi, tớ là Đô Đô đây. Tớ là chiến binh Đô Đô chuyên đi tiêu diệt quái vật. À các em ơi, à, bạn Hiêu này như là đang ăn chuẩn bị ăn lá cây hay sao ấy. Hi, nhìn bạn ấy cao không. Ui. Ui, các bạn ơi, để cho bạn Hiêu ở đây chơi nhá. Chúng ta đi ra ngoài kia tuần tra để mà nếu như có quái vật hay là khủng long chúng ta còn tiêu diệt để bảo vệ các bạn động vật này nhá. Bye bye bạn Hiêu. Ui các em ơi, thế là anh Đô Đô vừa gặp một bạn hươu cao cổ nhá. Cái cổ của bạn ấy nó dài, ôi là dài luôn ấy. Mà bạn ấy ăn toàn trên ngọn cây luôn, bạn ấy không thèm ăn núi, không để ăn cỏ dưới chân. Quá là đẹp luôn đúng không các em ơi. Và gặp mấy bạn động vật ấy vui thật là vui luôn. Căn cứ lại gọi anh giờ này nhỉ. Đô Đô nghe căn cứ. Đô Đô đang đi tuần tra. Đô Đô chú ý, hiện tại có quái vật xuất hiện và đang phá nhà. Đô Đô hãy chuẩn bị chiến đấu với quái vật để bảo vệ trái đất. Ok. Ôi các em ơi, căn cứ nó là có một cuộc khủng hoảng to tại cái tòa nhà luôn, mà nó đang phá hoại nhà cửa. Bây giờ anh Đô Đô phải tìm cách nào để mà đến vị trí để chiến đấu với nó. À, anh Đô Đô nghĩ ra rồi. Anh Đô sẽ biến hình siêu nhân. Chức năng của đồng hồ biến hình, sau đó thì anh Đô Đô sẽ đến tiêu diệt nó các em nhá. Xem anh Đô Đô nhá. Khởi động chức năng đặc biệt. Đồng hồ biến hình siêu cấp. Yeah. Hãy đợi đấy tên quái vật kia, ta đến đây đây. Con quái vật kia Đô Đô tới đây rồi, ăn đòn của Đô Đô đây. Chạy nhờ, ai nhờ, bị bệnh đấy nhỉ. Xem tới đây. Xem ta đây, liên hoàn quyền. Yeah, yeah. Ây da, bị bệnh đây. Ây da, được rồi. Chà, không được rồi. Ui các em ơi, con ấy nó mạnh quá các em ạ. Đây là anh biến thành siêu nhân rồi, nhưng mà anh vẫn không thể chiến đấu được thắng nó. Anh nghĩ ra rồi, anh sẽ nhờ căn cứ cử các bạn Godzilla đến tiêu diệt nó các em nhá. Godzilla có tia plasma cực mạnh luôn, để tiêu diệt được nó. Đô Đô gọi căn cứ nghe rõ trả lời. Ok Đô Đô.
con quái vật đó rất là mạnh luôn. Căn cứ hãy cử Godzilla đến tiêu diệt nó nha. Ok Dodo. Ok. Ok. Em ơi, anh đã nhờ căn cứ cử các bạn con Godzilla xuống để tiêu diệt nó rồi. Chúng ta hãy cùng đến để xem cuộc chiến của các bạn Godzilla với con quái vật đó nha. Đi thôi em ơi. Đi thôi. Như vậy là bạn Godzilla đã tới rồi. Bạn Godzilla đã phun tiếp plasma cực mạnh của quái vật. Quái vật muốn chiến đấu lại với Godzilla nhưng mà không ăn thua được em ơi. Nó định chạy đến nhưng mà bị tia plasma đẩy lùi luôn, không thể tiến được. Ui, cố lên Godzilla ơi. Quái vật bị thổi bay rồi. Godzilla thật là mạnh. Kem ơi, như vậy là bạn Godzilla đã đến và trợ giúp anh tiêu diệt nó rồi kem ạ. Các em ơi, như vậy là cuộc hành trình của anh Dodo đến đây là phải kết thúc rồi. Vì các bạn Godzilla đã được gọi về căn cứ và anh cũng phải theo các bạn ấy về căn cứ luôn thôi. Để tiếp tục làm nhiệm vụ ở những nơi khác em nhá. Và các em nhớ đăng ký kênh và nút màu đỏ này. Nhấn like video để ủng hộ anh Dodo. Và đừng quên là nhấn vào nút quả chuông thông báo ấy. Khi nào anh Dodo ra video mới là các em có thể tham gia vào những cuộc hành trình của anh Dodo ngay nhá. Ok, chào hẹn gặp lại các em, xin chào.